Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel Nguyễn Nam Gamer của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn về chuyến xe mà chúng ta cũng đang háo hức trong mấy ngày nay. Đó là mừng ngày 20 tháng 11 các bạn, ngày của nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thì tất cả chúng ta ai mà đã từng trải qua những lần đi học và đến thời điểm hiện tại thì chắc có lẽ là chắc chắn luôn là trong ký ức của chúng ta đã gắn nhiều, rất là nhiều với những người thầy giáo, cô giáo. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2022, thì mình cũng làm một skin về xe thạc cô đã mod skin này lên để gửi tặng đến các bạn nào yêu thích game bus Simulator và các bạn mod vào. Thì với skin này thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả và các bạn về mod nha. Thì nhưng mà có hy vọng các bạn sẽ xem hết video để xem cùng ủng hộ mình và trải nghiệm với mình trên những cái hành trình đi trên cái game này. Thì mình review sơ các bạn đó. Thì phía sau là những cánh diều, cánh diều mình tượng trưng đó là cánh diều tuổi thơ các bạn. Thì trong đời chúng ta thì trải qua những cái lớp học từ lớp mẫu giáo, lớp chòi, lớp lá, lớp mầm gì đó trở lên, thì chúng ta trải qua từng bước thì gắn tiền với mỗi cái thời gian đó thì mình đã gặp không ít bao nhiêu mà thầy giáo cô giáo chủ nhiệm hoặc là không chủ nhiệm, thì cũng đều mang lại chúng ta những cái cảm xúc và mình rất là biết ơn những cái người thầy cô giáo. Thì đây là các em nhỏ trong cái độ tuổi từ lớp 1, lớp 2 này đó. Thì các bạn đang ôm hoa tặng cô giáo. Rồi cánh diều này là nó tượng trưng cánh diều tuổi thơ của bạn, những cái ký ức đẹp chúng ta có thể nhớ về nha. Thì trên skin thì mình có thể nhớ ơn thầy cô một cái chữ viết bằng thư pháp các bạn. Biển số khá là quen thuộc luôn, 77H13865. Phía trước là Nguyễn Nam Gamer và cái đèn led thì mình còn sử dụng là led Nguyễn Nam Gamer nha. Thì các bạn nào thích làm về skin cũng như là vàng bản led của nhà xe nào, các bạn cứ comment phía dưới mình sẽ sắp xếp mình làm nha. Phía trước đầu xe là các bạn thấy gần ngày nhà giáo Việt Nam đó, thì mình viết ngắn gọn thôi, các bạn cũng hiểu là ngày 20 tháng 11 đúng không? Rồi bên đây cũng vậy thôi, nhớ thầy cô. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái tour để chúng ta trải nghiệm và lái trên cái hành trình chúng ta. Thì hy vọng các bạn sẽ cùng hành trình và trải nghiệm với mình nha. Thì mình sẽ đi một tour các bạn, mình sẽ đi một tour nha. Cái tour này thì lúc ở video quảng cáo rồi đó. Thì mình sẽ tiếp tục cái tour đó, thì các bạn hãy xem và đừng quên là để cho mình một like, đặc biệt là đăng ký kênh, thì nhấn lên cái kênh, nhấn thêm chuông theo dõi những video tiếp theo nha. Thì đây là các học sinh chúng ta nó đang đi lên xuống xe, nó review cái cảnh quan. Hôm nay là một ngày rất là đẹp luôn, xe nhìn rất là bóng bẩy mọi người đó. Thì biết mấy thanh niên này nó đi đâu. Ok, cho nó qua chỗ này nha. Đó, lên xe đi các bạn, lên xe chúng ta sẽ đi nha. Ủa đây đâu này, hành quân nè. Thôi tiếp tục tôi, cái chàng trai chúng ta sẽ đi qua một cái điểm khác, và bây giờ thì mời tất cả các bạn hãy cùng đồng hành với mình nha. Trên cái skin mới này, đèn led thì hôm nay mình cho nó đợi chiếu cho chọn lên, nó bật lên chớp chớp các bạn đó, thì nó sẽ đẹp lên liền, cho sáng luôn đó. Đèn led Việt Nam Gamer, nói chung led này thì mình rất là thích, tại vì nó cái màu xanh nó đẹp các bạn, màu xanh dạ quang. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên đường nha. Các bạn đừng quên là để lại mình một like với bạn và cùng đồng hành với mình trên hành trình này nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đưa những học sinh chúng ta đi tham quan. Nãy mấy học sinh là phụ huynh mà thấy mặc đồ người lớn quá, bạn già già chát luôn, già bái trưởng luôn. Rồi ngồi ETS2 nha. Đó, trên hôm nay chúng ta thì đi rất là nhẹ nhàng thôi, lái xe an toàn nhớ tay. Trên xe hôm nay là có con nít trẻ nhỏ mà. Ông nội kia từ từ, xe đang chở một con người trên đây ba ơi, đúng rồi, đi phải nhường nhịn chứ, đi mà đi vượt tay phải sao, ý lộn nó đối vượt đúng rồi, nhưng mà đây đây là chỗ cua mà, chắc là mình quên bật xi nhan các bạn, nhưng mà cũng không có nên vượt như vậy, tại vì đó là cái chỗ mà rất là nhạy cảm luôn, phải vượt từ từ, nó bóp còi cho qua mới qua chứ chưa gì được qua, mấy cái pha nó là phải phạt nặng
không có công an cũng đánh xét sơ thẩm cho các học vụ không hốt, mình cũng chặn đầu mình bắt hốt. Mấy thanh niên chạy ẩu vãi chưởng luôn. Rồi ê, từ 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 từ, chỗ này là cái chỗ giao nhau cho nên là không có lái ẩu được các bạn đó. Thì giờ là chúng ta đang nhìn ở cái góc của mình, góc ngồi tài xế của mình. Thì bạn xem đó, khi bật đèn led lên rất là đẹp luôn. Mặc dù ban ngày thì không có bật đèn nhưng mà thời tiết hôm nay có vẻ nó trời âm u các bạn. Thì bạn nào mà thích cái thời tiết ban đêm thì các bạn comment phía dưới nha, mình sẽ trải nghiệm thời gian ban đêm cho các bạn xem. Đúng ra là led này phải tới ban đêm, nhưng mà lái ban đêm thì chất lượng hình ảnh nó không có đẹp lắm, cho nên là hôm nay mình chỉ lựa chọn là lái ban ngày. Sợ. Wow, chạy ghê quá. Khoan, sorry, em đang chở người, em đang chở học sinh anh ơi. Chị từ từ nha, xe em không có con nít nhưng mà có chị em. Đấy, các thiếu nhi, các thiếu niên, thế hệ tương lai Việt Nam, cho nên là mọi người phải gìn giữ và bảo vệ cực kỳ đó lên. Thì chúng ta đi vô cái đường phía trong này cho nó an toàn các bạn. Thì trong cái đoạn này là nó đoạn ngược chiều, nó đường một chiều cho nên mình phải đi vô này, nó không đỡ, mình có cái khoảng không gian và thời gian để mình lái thoải mái các bạn đó. Và nhìn thấy xe skin rất là đẹp luôn, thì mình sẽ để liên tải với phần mô tả nha. Chắc này là không có xài mật khẩu giấy nén các kiểu nữa, mệt trừ, đăng lên thôi các bạn. Thì mình dán link thì mình có thể mình dán chậm nha, cái dán chậm xíu nha thì các bạn thông cảm nha, tại vì link phải tải lên rồi phải đao về, đao link về đó, lấy link dán vô, và mọi thao tác thì không làm liền được các bạn, cho nên là các bạn xem thông cảm nha. Xem video một hai lần không có mình dừng hết trơn thì các bạn xem ủng hộ mình rất là cảm ơn. Thì đừng quên để lại một cái góp ý với một bình luận nha. Chắc chắn là các bạn sẽ thắc mắc là giờ mình ầm ầm đúng không, thì các bạn biết là hiện tại đang vô cái mùa gọi là một không khí đó, nó rất là hại luôn, là đa số mọi người sẽ bị cái chứng đó là khô rát cổ họng và khan tiếng, và nặng hơn nữa thì nhạt mũi, cảm xúc các kiểu. Mình không biết đó là cái di chứng, có phải di chứng do Covid hay không, nhưng mà tình hình hiện tại thì mọi người đang ở một cái thế gọi là cũng nguyên nhà các bạn, cũng nguyên nhà lấy nguyên xóm đó, cho nên là mọi người cũng đang, mình cũng đang thuốc thang và các kiểu các bạn, mua thuốc cả tất cả các thành viên gia đình luôn. Thì trong khoảng thời gian này là cái giai đoạn cuối năm rồi, cho nên là không còn thời gian nhiều để mình like nhiều đồng mỗi tối nữa các bạn. Các bạn cũng biết rồi, cuối năm thì công việc cũng rất là dày đặc luôn, rất là nhiều. Và khi mình làm thì mình về là mình chỉ muốn nghỉ xã hội thôi các bạn, nghỉ ngơi thôi. Nhiều khi về ăn cơm xong rồi ngồi xem tivi nữa cũng, rồi có khi là lôi việc để làm nữa, cho nên là không có thời gian để mà like thường xuyên được. Cho nên là rảnh rảnh thì mình làm cái video mình vừa đăng lên cho nó, cho mọi người có cái video đó mọi người xem, hoặc là tương tác cho cái kênh phát triển hơn thôi. Thực sự là rất là bận luôn, chứ không phải là không muốn like gì đâu. Cho nên là dù chị có hẹn các bạn là like vậy, nhưng mà rồi xe chúng ta đã đi vào cái đội cái địa phận của cái thành phố rồi các bạn. Thì tại đây thì chúng ta sẽ dừng dừng lại cho chỗ một cái trạm xăng nào gần nhất để cho các bạn nhỏ chúng ta đi vệ sinh đồ các kiểu nha. Thì chắc tại điểm đó thì mình sẽ cho xe nó dừng lại và video chúng ta sẽ tạm dừng lúc đó luôn. Thì hy vọng các bạn đã trải nghiệm với mình qua cái skin mới này, các bạn skin nhớ ơn thầy cô mừng ngày dạy giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và qua đây thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn thật là nhiều sức khỏe này, cố gắng học tập thật giỏi và có những điểm số cao để cho không phụ lòng dạy dỗ của tất cả giáo viên chúng ta. Và cũng nhân đây thì mình cũng xin gửi lời chúc sức khỏe, thật là nhiều sức khỏe đến thầy cô giáo trên mọi miền đất nước. Nói chung là không biết là mọi người có xem được cái video này không, nhưng mà bản thân mình cũng có một cái mong muốn là thầy cô giáo trên mọi miền đất nước thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục cái sự nghiệp trồng cây trồng người của mình. Nói vậy chứ thời gian vừa qua thì trong quá trình mình học á thì
nhiều khi mình không nghĩ được đâu, nhưng mà sau khi mình đã làm phụ huynh rồi, mình đã lớn rồi thì dần dần mình mới thấm nhuần được những cái giá trị rất là lớn của tất cả thầy cô dành cho các em học sinh đó. Và mọi người đều mong muốn là chúng ta có những cái cố gắng học học, đọc tập thật tốt để sau này tốt cho tương lai chúng ta đó. Chứ nhiều khi là cái thời mình còn đi học mình không hiểu đâu, mình cứ chơi bời thoải mái thôi, mình không có hiểu là mình đi học như vậy là cho ai này như này kia. Nhiều khi cô giáo nhắc, thầy giáo la, nhiều khi chưa hiểu cho nên là đi ra là ghét giận tùm lum các kiểu. Nhưng mà suy ra thì bây giờ là đã hiểu ra nhiều vấn đề lắm, và mình chỉ muốn là có cái dịp nào đó để mình gặp lại, mình cảm ơn những thầy cô giáo mà đã từng giảng dạy mình, hoặc là không giảng dạy cũng được, nhưng mà đã từng gọi là mình đã từng tiếp xúc rồi đó. Thì hy vọng có thời gian, một cái thời gian nào rất là gần luôn, mình sẽ có thời gian để mình thăm lại cô chủ nhiệm của mình, đó là cô Xuân Mỹ, Xuân Mỹ lớp 24, trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang các bạn. Cô thì một gọi là rất, cô có một cái thân hình rất là nhỏ nhắn luôn, ngày xưa thì học sinh ăn hiếp cô quá trời luôn. Mình cũng nằm trong cái đám mà gọi là cái đám ai vua tại nguyên một lớp mà xúm nhau ngồi vô ghét thôi, không phải là ghét mà kiểu là cô khó này kia, nên ra ghét cô chứ thật ra cô thì rất là nhiệt tình các bạn. Đến ngay đến thời điểm hiện tại mình nói, mình cũng nói thật lòng luôn, thời gian vừa lo qua mình cũng quá vô tâm. Thật sự là cuộc sống nó càng ngày nó càng phát triển, thì khi mà sống trong cái môi trường mình cứ bị xoay chiêu chống chống, thì tất cả mọi việc, những cái vấn đề, những mối quan hệ xã hội, mình lại mở lơ đi đó. Đó cũng một cái sai sót rất là lớn luôn. Thì hy vọng có một dịp nào đó mình sẽ gặp lại để thăm lại thầy cô, những người thầy đã từng dạy mình và đã có thời gian cùng đồng hành với mình trong cái giai đoạn mà ở nhà trường. Ok, thì xe nó đã vào, mình cho xe nó vào cái khu chỗ nhà phố để nghỉ ngơi các bạn. Thì cho tập sinh nó đi vệ sinh rồi các kiểu, nó ăn uống rồi, thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Mình sẽ làm nhiều cái skill, nhiều năng